Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài độc tấu bài Scarabeo. Thì để các bạn biết đây là bài gì, giai điệu bài gì. Nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn nghe qua để có thể nắm được ha. Rồi, bây giờ khi mình bắt đầu bài thì mình sẽ đàn từng câu và mình sẽ nói chậm chậm. Thì đúng ra cái cách học này thì nó không có được tốt lắm, nhưng mà các bạn ở xa không có đến lớp được thì chắc cũng không có còn cách nào khác. Rồi, mình nói sơ sơ bài này viết origami thứ. Thì trong bài này hợp âm trong bài là hợp âm bi thứ. Rê trưởng, có hợp âm la bảy. Thì ở đây các bạn chút nữa các bạn sẽ thấy cái thế bấm đó, thì đây là hợp âm la bảy. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu. Một cái câu như mình nói ở đây thì thật ra thì nó không phải là một câu nhạc, mà nó chỉ là một cái motif âm nhạc thôi. Thì ở trong âm nhạc thì nó chưa phải là một câu ha, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và cái bài này thì hết bài này thì nó là một câu, và cái bài thường một bài thì nó phải có từ hai câu trở lên, cho nên bài này lặp lại hai lần thì nó sẽ là hai câu nhạc. Rồi, ok, đầu tiên là phần vào đầu. Lặp lại thêm một lần. Thì đó là phần vào đầu gồm 4 nhịp. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ câu đầu tiên. Ok, mình sẽ chậm lại một chút xíu ha, câu đầu tiên. Rồi, ok chưa? Rồi, ok, tiếp tục câu thứ hai. Chậm hơn câu thứ hai. Tiếp theo, câu thứ ba. Rồi, bây giờ câu 1, câu 2, câu 3 mình đang chậm chậm. Ok, tiếp theo ha, mình tạm gọi là câu thứ tư. Rồi,
bass nó là. Là ở đây có nó son hợp âm la 7 ha. Là đô mi son. Rồi ok, mình lặp lại câu thứ tư. Sẽ harmonic dây số 6 ngang 12. Còn bạn nào chưa biết harmonic thì các bạn đàn nốt mì thay thế cho nốt harmonic. Rồi, tiếp theo câu thứ 5 ha. Câu thứ 4 nè. Đây nè, harmonic kết thúc nè. Rồi, tiếp theo. Câu thứ 6. Rồi, ok, tiếp theo câu thứ 7. Lặp lại câu thứ 7. Lặp lại câu 4, 5, 6, 7. Son fa. Son nè, ngón số 4 tay trái nè. Tiếp theo. Son fa. Rồi, câu cuối cùng. Lại câu cuối cùng một lần nữa. Rồi mình tới đây thì mình lặp lại cái câu intro. Thì các bạn sẽ đàn lặp lại một lần thứ hai, rồi là các bạn hết bài, đàn thêm một lần thứ hai, và khi đến đây thì các bạn hết bài ha, thì các bạn sẽ đàn cái câu intro ở cuối và các bạn sẽ có câu kết là. C nè, harmonic ngang 12 dây số 2 nè, harmonic dây 4 ngang 7 nè, harmonic dây 5 ngang 7 nè, dây 3 ngang 12 nè, tiếp theo là nốt pha thăng ngang số 7 dây 2 nè.
Nốt này không harmonic đàn thôi. Tiếp theo là nốt mi dê buồn, mi dê buồn. Tiếp theo là rê ngăn 12 dê 4 harmonic. Hợp âm mi thứ, như vậy là hết bài. Rồi, đối với các bạn mà chưa có biết harmonic nó là mình sẽ thể hiện như thế nào thì mình sẽ đàn nó thôi. Mình sẽ lặp lại câu, có thể lặp lại câu cuối trong bài đi hết. Lặp lại câu cuối nè. Ok, cũng đơn giản ha các bạn ha. Thì các bạn tập từ từ chậm chậm và chúc các bạn thành công.